Vâng, xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình giới thiệu sản phẩm của đồ gỗ mỹ nghệ Kinh Bắc. Thì hiện là buổi sáng ngày 1 tháng 4 năm 2021 thì đơn vị đồ gỗ mỹ nghệ Kinh Bắc xin hạnh được giới thiệu đến quý anh chị một sản phẩm đồng hồ tứ trụ kiểu vát bằng chất liệu là gỗ monocon. Và sản phẩm này được lắp phụ kiện đồng, máy điện tử sản Liên Hàn Quốc và xưởng em hoàn thiện cho gia đình anh Hiệu đến từ Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Và sản phẩm này có kích thước chiều cao từ đất lên đỉnh trương là cao 2m30, rộng chân bệ là 90 phân và sâu là 42 phân. Và sản phẩm thì được hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7, một dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên xưởng em và sau đó thì em sẽ tiến hành công bố báo giá công khai để các bác có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và sản phẩm đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ monocon thì xưởng em đã đưa ra mắt thị trường rất là nhiều. Và ngày hôm nay là một sản phẩm xưởng em làm cho gia đình nhà anh Hiệu đến từ Đồng Hỷ, Thái Nguyên với thiết kế gồm có 8 chiếc cột là cột liền nguyên một khối với đường kính là 7 phân các bác nhé. Cột liền nguyên một khối với đường kính là 7 phân và là cột chặt kim cương rất là đẹp. Và tất cả đường hàng rào thì xưởng em làm theo cái mẫu đại là cao 2m7, lắp vào cây là 2m3. Toàn bộ đường hàng rào là tiện lục bình và trong phong thủy thì lục bình đem lại sự may mắn cũng như là tiền tài tài lộc về cho gia chủ. Và phần lẹp bên trên thì sẽ em cũng làm rất là dày dặn các bạn nhé, làm rất là dày dặn và đặc biệt là phần cột thì sẽ em rất là ưng ý đó, rất là ưng ý. Và do chính xưởng em là vẽ mẫu cũng như là chế tác và sản xuất gia công cái sản phẩm đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ monocon với mẫu thiết kế là cột chặt kim cương. Và sản phẩm có kích thước chiều cao từ đất lên đỉnh trương Hoa Lan Tây là cao 2m30 các bác nhé, 2m30. Và anh Hiệu có yêu cầu là lắp phụ kiện đồng mặt vuông, số là men sứ cao cấp và toàn bộ các cái họa tiết dập nổi trên sản phẩm thì được sở em là chọn lựa mặt rất là đẹp các bác nhé, mặt đồng nguyên chất đó và số là men sứ cao cấp. Và phần máy thì sẽ bảo hành cho khách hàng là 25 đó, 25 về máy. Và bên dưới thì phần lắc tạ thì sẽ em cũng treo rất là cân, treo rất là cân kiện các bác nhé, và lắc thì cực kỳ đều. Và toàn bộ phụ kiện cũng là đồng nguyên chất, mặt lắc tạ bằng đồng và số là men sứ cao cấp. Và phần khung kính thì sẽ em làm cũng rất là dày các bạn nhé, đục bông lúa nó, đục bông lúa và chặt hàng bên trong. Và chất liệu gỗ monocon thì nó đem lại một sản phẩm có cái tông màu rất là trầm với những đường vân đen và rất là nhiều vân các bạn nhé, rất là nhiều vân. Và chất liệu gỗ monocon cũng là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao và phần tom gỗ rất là mịn và chất gỗ thì cực kỳ là cứng và đanh. Và chất liệu phủ bóng thì sẽ là sử dụng sơn là GO7, sơn O7, một dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao. Và cái phần chân bệ này có kích thước chiều ngang là 90 với những đường họa tiết chủ đạo là đục họa tiết Hoa Lan Tây, đó, đục họa tiết Hoa Lan Tây các bạn nhé. Và được gia công rất là nhiều từng cổ chỉ, đó, đường chỉ hoa mai và đường cổ chỉ Hoa Lan Tây bên dưới. Và hai bên hồi thì được vát cong, đó, được vát cong. Và đây cũng là cái mẫu tứ trụ vát mới nhất năm 2021 với mẫu thiết kế là cột chặt kim cương. Và cái mẫu này là cái mẫu độc quyền, đó, mẫu độc quyền xưởng em bác nhé. Và xưởng em đã vẽ mẫu từ tháng 8 năm 2020. Và hai bên hồi thì xưởng em làm cũng là hồi liền các bác nhé, với chiều sâu của thùng máy là 22 phân đó, hồi liền nguyên một tấm, dày là 1 phân 7. Và hậu đằng sau cũng là hậu liền. Toàn bộ được chế tác là liền lạc hết các bác nhé, liền lạc hết. Đó, cột là cột chặt kim cương với đường kính là 7 phân và hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7. Và giá thành hiện tại thì sẽ đang chào bán công khai cũng như là chào bán cho gia đình nhà anh Hiệu cái sản phẩm đồng hồ tứ trụ vát bằng chất liệu gỗ monocon với kích thước chiều cao là 2m30, chiều ngang là 90 phân và sâu là 42 phân với giá thành là 15 triệu đồng. Và em sẽ hỗ trợ quý khách khi đăng ký đặt mua là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Đó, rất đẹp các bác nhé. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu các bác là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng em theo hai số điện thoại đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và địa chỉ cơ sở thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và các bác nào ở gần thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở để tham quan chiêm ngưỡng. Thì hiện xưởng em có khoảng độ 6 cây bằng chất liệu gỗ monocon và có khoảng độ 10 cây bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi các bác nhé. Đó, và cái sản phẩm này thì em đang lắp dở máy cũng như là mặt để giao cho một khách hàng ở trên Vĩnh Phúc. Đó, lắp mặt giả cổ các bác nhé, lắp mặt giả cổ rất là đẹp. Và những cái sản phẩm mà xưởng em gia công thì có tủ rượu, kệ tivi, sập lầm, sập ngồi, bộ hoành phi câu đối, án gian, sập thờ, bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ghế phòng ăn,
Và các bác nào có điều kiện gần thì có thể qua trực tiếp ở cơ sở để tham quan chiêm ngưỡng, cũng như là các bác nào có nhu cầu muốn tham khảo thì có thể liên hệ hoặc kết nối qua Zalo với xưởng em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0 để xưởng sẽ tư vấn cụ thể cũng như là báo giá chi tiết cho các bác về những cái sản phẩm mà các bác đang quan tâm. Thì cái sản phẩm đồng hồ này thì có giá là 15 triệu các bác nhé, 15 triệu đồng. Đó, sẽ hỗ trợ các bác là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Hàng dày dặn và hoàn thiện rất là kỹ càng đó. Hàng được chế tác là hồi liền, hậu liền, cột liền. Và cái mẫu cột là cột chặt kim cương, nó rất là đỉnh cao và đẳng cấp các bác nhé. Và chiều cao là 2m3. Và ngay sau đây thì em cũng xin phép là đóng máy quay ở đây. Và các bác nào quan tâm đến những cái sản phẩm của xưởng em thì hãy like và đăng ký kênh để hàng ngày sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới để các bác có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.